bánh ông xã. Ông trời ơi. Ủa sao vậy? Ủa Mia. Em nè. Trời ơi, tự nhiên cái bánh ông xã cái ngày xưa là anh mê em á Mia. Ủa em cũng mê anh lắm luôn. Ờ quen nhau cái thời mà hai đứa nào cũng chưa có chồng, đứa nào cũng chưa có vợ. Đúng rồi. Rồi để ý nhau trên sân khấu. Nhưng ông trời không xe duyên chúng ta. Bởi vì hai đứa quá hề. Anh thắc mắc là bình thường á em ăn ở ngoài đường ngoài xá bánh bò, bánh tiêu, bánh lọt không à, tại sao ngày hôm nay em đến cái tiệm bánh sang chồng với em? Trời ơi, tự nhiên giờ em sang rồi mà. Đó, em sang rồi. Mấy bữa em mặc đồ thấy ghê lắm, em đứng em ăn bánh bò, bánh tiêu ngoài trời ngoài đường á. Cái đó là quá khứ rồi, bây giờ là em sang lên. Sang lên rồi hả em? Từ ngày mà có phi công em sang lên. Ngày hôm nay em phi công ở đâu rồi? À phi công đang ngủ rồi. Gì kỳ vậy? Giờ này còn sớm, anh mới 8 giờ mấy sáng à. Vậy hả? Nói nghe nè, bây giờ nói chung là không phải nói giỡn nha. Ừ. Cái mặt em bự bằng cái bánh kem rồi đó nha. Bớt ăn bánh lợi. Trời ơi, bây giờ lấy chồng trẻ, anh sợ mình già hơn chồng cho nên giờ không biết sao để chăm sóc sắc đẹp, định hỏi anh là đi phun môi ở đâu. Hỏi anh là đi phun môi ở đâu. Thế này. Sao rồi, hạnh phúc không em? Dạ hạnh phúc. Vui vẻ không em? Dạ vui vẻ. Rồi nhiều khi em có hay ăn hiếp chồng mình không? Thì ăn hiếp thì có, mà quýnh đập thì không có. Đó thì hơi tàn nhẫn quá. Ăn hiếp thôi. Không, nhưng mà càng ngày càng đẹp nha. Chồng thương không? Dạ thương. Ủa mà ngày hôm nay là khách mời tiếp theo là ai vậy? Em cũng không biết nữa, bây giờ mình đi tìm đi. Tìm. Dạ này chắc bà chủ quá ha, nhìn sang vậy. Dạ bà chủ ơi, cái bánh nè. Em. Ủa sao em cười chúm chím vậy, em bị nhức răng hả? Tại vì em niềng răng cho nên em ngại nhe răng lắm. À, bé mới niềng răng. Dạ. Lâu là em niềng 3 năm rồi đó. 3 năm? Trời ơi, thằng Vi dữ trời. Là em không nói chuyện với ai hả? Ít lắm nhưng mà em ít khi mà cười nhe răng lắm. Dạ, em mỗi lần em cười sao? Em thẹn. Ồ, nhìn gọi là chất ngầu mà cười. Nhiều người nói em nhìn mặt em ngầu quá sợ, nhưng mà thật ra lý do là em... Không, mà tính em hiền hay là em bình thường thôi. Bình thường hả? Nhìn anh cũng ngán nha. Em gặp anh hoài luôn á, tụi mình đi làm spa chung chỗ đó anh. Làm gì? Gì? Xăm môi hả? Ủa da này kia đó. Giờ em nằm kế bên giường anh đó hả? Sao không kêu? Rồi hẹn. Tại vì mấy bữa em thấy anh nằm ngủ anh ngáy. Anh nằm ngủ anh ngáy. Dạ, mê ngon. Tại bữa làm môi đau quá, bị thốn quá, cái anh ngủ anh quên luôn á. Sao mà gặp việc ngã trời, tự nhiên gặp chỗ thẩm mỹ vậy? Ừ. Sao rồi, chồng em đâu rồi? Ở nhà coi con. Coi con hả? Rồi nấu cơm nấu nước cho chồng ăn chưa? À, chưa, chút nữa về mới nấu. Chút nữa đúng không giờ em? Đang, bữa giờ là nói chung là cũng stress nhiều cũng cho nên stress, là hả? Tìm đến đồ ngọt. Hết như vậy là một người đang hạnh phúc với gia đình, một người đang nói trong lòng mà đang bị stress, không biết phải stress vì chồng vì con hay không. Và bây giờ để biết thêm câu chuyện như thế nào, bây giờ xin mời hai bạn hãy cùng lên trên lầu nha. Chúng ta có một cái phòng riêng và chúng ta cùng nhau làm bánh. Hai em ơi, ở gì giật mình vậy? Trời ơi, hết hồn chứ. Em tập trung em ơi. Hơi buồn ngủ à. Hơi buồn ngủ à, ý là em làm nhanh buồn ngủ đúng không? Không. Tại vì em đang đói bụng đó, bây giờ mình làm bánh nhanh đi để em ăn. Bé này lương lẹo ghê. Em nhà em có hay nội trợ không? Có, em nấu cơm. Vậy hả? Em nhà có nấu cơm không? Không nha. Dạ kính thưa quý vị các bạn, thì đây là hai người con gái nhà ít nấu cơm, ít làm đồ ăn đồ uống đồ. Chính vì vậy ngày hôm nay thì xuất hiện ở tiệm bánh này thì mình sẽ làm một món quà dành tặng cho chồng mình. À, mình sẽ làm bánh, mình đem về, mình hát, mình chúc mừng chồng mình. Chúc mừng gì anh? Thì sinh nhật sắp tới chưa? Qua rồi. Qua rồi, xui ghê. Qua luôn. Có ngày gì vui 20 tháng 11. À, 20 tháng 11 đúng rồi, nhờ đúng chồng rồi. Mà mình nên người. Đặc biệt ngày hôm nay có một chuyên gia làm bánh sẽ hướng dẫn cho Thanh Tú cũng như là Mia học cách làm bánh. Chào chị. Dạ chào anh. Thì hai đứa em thì tay chân thì cũng có lủng củng, thì không biết làm bánh. Không biết là chị ơi có món nào mà dễ để cho hai đứa em làm chị? Dạ hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị là làm món bánh này. Là bánh chanh phô mai hoa anh đào, nó sẽ là món bánh dễ nhất. Dạ có phô mai thì biết pin, đường, gelatin chanh. À chị ơi, chị sợ em hả chị hay là chị sợ hai con bé này? Em ơi, em làm người ta khớp kìa em. Nãy giờ em không có nói gì luôn á. Bậy. Anh nhìn tay vậy nè, đó sao tao là mê quá hiểu không? Mê bé Thi quá. Bé Thi sợ ai bé Thi?
Dạ không, em chỉ rung thôi. Dạ, cái cách làm sao chị Thi? Đầu tiên thì phải cán bánh quy trước, sẽ sau đó sẽ đem bơ đi quay lại bị sống. Xong rồi chúng ta sẽ qua đây làm mấy trộn, mình làm đánh kem phô mai. Đánh kem phô mai, sau đó là gì nữa chị? Sau đó thì đánh xong thì sẽ đổ vào khuôn xong để vào tủ lạnh. Là sao? Đơn giản vậy thôi. Bao nhiêu lâu để ra một cái bánh chị? Để tùy mình làm nhanh chậm, khoảng 1 tiếng rưỡi. Dạ, cảm ơn chị Thi. Đi anh. Đi đâu? Đi cán. Cán bánh quy cán là sao ạ? Cán ở trong này luôn. Này luôn. Dạ đúng rồi, lấy cây gậy cán. Lâu quá nè. Rồi, làm coi. Em ơi, cái này mình đập đầu người ta, em ơi. Dạ thôi, tụi em tự phiêu được không chị? Có gì khi mà làm chị, chị nhìn camera đó. Cái gì chị ngó thì chỉ tụi em nha. Tự phiêu luôn, tự phiêu. Dạ, em cảm ơn chị Thi. Dạ, bye bye chị Thi. Chúc chị Thi thành công. Wow, Thi đã đi rồi. Em đâm tiêu quá em. Cười gì thì ơi, nhìn là cái nết là không biết nấu ăn được rồi. Thiệt luôn á. Hay người ta không? Trời ơi, ta làm nhẹ nhàng, tinh khôi, tinh khiết nè. Trời, cái này cái bịch nó kìa dính gì được không ta? Ồn quá, em ồn ào quá em ơi. Ở đây là cái phòng gọi là cái phòng tĩnh lặng mà em ồn quá à. Phải sang lên. Dạ, ở nhà em có ồn ào gì không? Có, em vậy luôn á. Dạ. Mỏi em quá trời luôn á. Mỏi quá trời luôn hả? Đi chen anh vậy á. Em này. Không, thật ra ở nhà em cũng không có dừa gì đâu. Em không có dừa mà hả? Em cho em ăn hiếp được mỗi chồng em thôi. Vậy hả? Chồng em là nhỏ em bao nhiêu tuổi Mia? Dạ 3 tuổi. Ủa, thấy ghê vậy. Gì thấy ghê anh, trời ơi. Trời, thật ra là hai đứa em là hai chị em. Cách đây 10 năm trước. Là bé nào chị, bé nào em? Ủa, không lẽ chồng em chị? Ủa, không lẽ chồng em chị? Em bước lên thành phố Hồ Chí Minh là em gặp rồi. Gặp ở đâu nè? Thì em gặp trong công ty của chị Ngô Thanh Vân. À, mà lúc đó bé là Ngô sao? Chị Trinh. Chị Trinh. Em tên Trinh. Su Cà Na gì từ. Chị Trinh, chị Trinh. Đó, chị Trinh. Nhưng mà lúc đó hai đứa không có gì hết trơn á. À. 4-5 năm sau mới có gì. Tại sao? Cơ duyên gì mà có gì? Thì dạng như là lâu ngày tự nhiên gặp lại, cái tự nhiên hai đứa đều thất tình chia tay hết rồi. À. Bây giờ gặp lại cái tự nhiên thấy ngon. Ngon hả? Không mà ảnh là thuộc dạng tiếp người như thế nào? Đẹp trai không? À, ảnh không đẹp lắm. Da cao hơn không? Cao. Cao hơn em chút thôi, cao 1m7 mấy á. Không, mặt tròn. Mặt tròn. Quế tả thì ra hồi như cái bánh phô mai vậy. Cái bánh gì mặt tròn mà da nâu, em tả hồi như như cái bánh sô cô la vậy em. Như bánh sô cô la luôn, ở nhà em cứ cúp bê sô cô la của em mà. Bế hả? Đàn ông mà tên cúp bế hả? Em kêu vậy đó, cưng cúp bê cưng. Thì mà anh đam mê xe nữa đúng không? Dạ đúng rồi, đam mê. Dạ, nhà bao nhiêu chiếc rồi? Cũng nhiều lắm anh. Mấy chiếc? Đổ hoài à. Giờ khoảng mấy chiếc? Giờ chắc cũng phải 5-6 chiếc. Giàu bay. Trời ơi, giàu là gia đình chồng có điều kiện hả? Không, kiểu như vậy. Bé ồn quá con gái. Tao đang nhiều chuyện này ồn quá. Không hối thăm thôi, không hối phụ thôi. Nhỏ này. Gia đình chồng em là tất cả mọi thứ đều không quan trọng, nhưng chiếc xe là quan trọng nhất. Đó hả? Ừ. Bây giờ giữa xe và vợ, em nghĩ chồng em chọn cái gì? Thì theo như em thấy thì ngày xưa lúc mới quen á thì có vẻ như là chọn xe. Chọn xe. Ừ. Còn bây giờ chọn xe luôn. Bây giờ là không dám chọn xe. Vậy phải chọn em. Phải chọn em. Nhưng em dữ quá mà. Đúng rồi, em dữ hơn chiếc xe. Ghê vậy. Lấy một anh mà nhỏ hơn mình 3 tuổi luôn. Hay ho thiệt. Hay thiệt. Em. Chồng em nhỏ em 5 tuổi. Chồng em nhỏ em 5 tuổi. Thiệt. Nhưng mà em thấy bình thường mà. Kêu chị hai đi em. Dạ chị. Sao hay vậy em? Đúng không em nữa. Cái câu chuyện chị em xuất hiện từ đâu nè, kể nghe coi. Trong quán rượu, đi uống rượu gặp nha. Lại là đi uống rượu. Nhưng mà thanh niên lúc đó là đi vô quán rượu, tại sao là đang buồn tình. Mà giống như là cái lần đầu tiên em đi quán đó là em đã gặp cái bạn đó rồi. Là bạn của bạn em thì đúng 1 năm sau. Em gặp lại ngay cái quán đó luôn. Ủa, sao y chang gặp lại nhau vậy? Có duyên mà, có duyên mà. Về rồi xin số điện thoại rồi nói chuyện. À, mà nói chuyện lúc đó có xỉn không? Không. Ủa, vô quán rượu xong xỉn ta? Không, vô chi vậy? Em đi uống là để em vui vẻ mọi người. Chị đang học trình lộn cũng vui với em. Chị lộn. Gặp ảnh ngồi kế bên. Không, ở bàn khác. Rồi địa nhau. Thì cũng ngó. Cũng ngó. Tại vì đẹp trai quá. Đẹp lắm hả? Thì cá nhân em thấy trời đẹp trai. À. Nghe gu em thích nữa, cầm cầm trẻ, cao to. Thế thì tả đi. Anh chưa. Nghe chồng nói người ta nghe. Nha, chồng người ta mình có chồng mình rồi. Ai cua trước? Ổng tại vì lúc đó là em nhớ là em đi ra khỏi quán là 4 giờ sáng. Trời thì nhậu mà 4 giờ sáng xỉn nhỏ xào ghê. Là uống mình uống vui vui thôi chứ không phải là uống kiểu ô tô ợt đâu. Uống vui vui hả? Để đi về cái em thấy ổng đi ra trước em rồi. À. Mà ai ngờ là ổng đứng ngoài bãi dưới xe cũng chơi. Chờ em. Để xin Facebook. Lúc đó ổng xưng em sao? Xưng em hay là xưng chị? Kêu em bằng chị. Biết nhỏ chắc, hơn chắc hả? Là biết nhỏ hơn thì à. Em thì mình giống như kiểu mình lịch sự mình xưng tên đi. À. Kiểu như cho ngang gì đó dễ nói chuyện. Hiện tại anh đang làm công việc gì? Anh đang là trợ lý của em luôn á.
Trời, còn đâu, đâu nữa đâu. Giống như anh luôn đó, vợ anh theo phụ anh đó. Tại vì chỉ có ảnh tìm cái cảm giác an toàn nhất khi em đi làm thôi. Vậy hả? Em tin tưởng mỗi bạn đó. Vậy ngày hôm nay em có cảm giác an toàn không? À, bình thường, bình thường. Yeah. Tại vì hôm nay đang hơi bực mình chút cho nên mới bỏ đi ra đây nè. Trời, hơi bực mình. Mà nó cầm cái chai kế bên nè. Nè, em giận cá. Nát như luôn rồi nè. Hàng chi giận cá chém thức ngày nó vợ chồng lục đục hả? Không, thật ra thời gian đầu về cũng có nhiều. Nhưng mà thật ra thì giờ mấy cái tật đó cũng bớt giờ. Chủ yếu là hụt hặc với nhau, như là bực mình nhau vì chuyện con cái là nhiều. Sao chồng em nhà nè, có tật xấu gì không nha? Anh ngủ con gái không? Gì? Anh ngủ con gái không? Không, anh ngủ không bị ngái, mấy mập mấy ngái thôi. Chồng em mập không? Trời ơi, chồng em cỡ anh á. Đẹp. Ủa, vậy là đẹp đó em. Đẹp. Ngáy mà ngáy kiểu mà có bò đóng không? Có bò đóng không? Tối em ngủ mà em luôn trong cái tình trạng gọi là hồi hộp. Không biết mình ngủ được chưa, chuẩn bị được ngủ chưa đó. Tức là ngủ mà phập phồng lo đúng sợ rồi. Nhiều khi giống như là em chuẩn bị là phê phê là vô giấc rồi không? Ngáy lên một cái là em trái tim em rớt ra ngoài. Em tỉnh dậy xong em phải cầm điện thoại em đọc cho khi nào em buồn ngủ. Cái em lại chuẩn bị nổi. Vô giấc nữa thì ổng quên lên một cái nữa. Rồi cái tật này từ lúc mới cưới về hay là từ mới đây em? Dạ không, hồi đó giờ rồi mà em chịu đựng 4 năm rồi đó anh. 4 năm hả em? Em có cách nào chồng em không ngái không? Thường thường anh thấy là đổ nước vô họng và nặng chanh vô họng. Em có cái gì? Bây giờ mình bàn nè, em có cái gì hay chỉ Mia chứ. Không, mà chồng em không có ngái nhưng mà em gặp một trường hợp như Mia là đang chuẩn bị vô giấc cái là nó kêu. Đúng kêu. Rồi. Nhiều có cơ chế lắm. Vậy hả? Nó vừa có công tắc mà vậy. Mà kiểu là em là một đứa rất là khó ngủ, khó vô giấc. Còn thanh niên kia nằm xuống là 1, 2, 3 là ngáy khò khò. Chính xe che vậy kêu. Em cấm đi điện thoại giùm anh. Điên kinh khủng. Là em cũng hay bị là tối là cũng làm cho 2, 3 lần. Tưởng đâu em còn vẫn còn thức thì đang coi trên mạng, TikTok các kiểu. Thì giống như qua rủ coi chung cái kêu sao em lại giật mình tí. Trời ơi. Coi điên. Là ngáy hay em ngáy là có cách nào chữa trị không? À, bây giờ em không thể chữa chồng em. Mày phải trang bị vũ khí cho em. Vậy hả? Vũ khí cái gì? Vũ khí của tay em là hai cái đồ nhét lỗ tai. Yeah. Mà của dành cho người đi bơi á. Là nó kín không? Dầm mà nước nó không vô được cái lỗ tai. Mà huống gì cái tiếng ngáy. Mà nó có hai cọng dây xuống gì nữa buộc lại với nhau. Trời, như cái tay von vậy anh. Rồi rồi. Tối em thể vô một cái trời. Trời về thế giới riêng của mình liền. Đúng rồi, không coi như là ai lại làm vậy ta. Ủa sao Mia không một cái gối á? Cái gối có mấy cái gối mà dành cho những người ngủ ngáy mua trong xã được mà tham khảo thử. Mà có để em tham khảo không? Có. Bữa nay em nặng chanh vô đi. Nó ngái nó có hà hồng không? Có anh. Trời ơi. Ôi. Hà hồng nhìn kia nhìn thấy thương, dễ sợ luôn. Giả mặt chứ. Có nào mà đang yêu á kiểu. Ờ, dễ thương cưng bé. Mình khép cái miệng lại giùm luôn. Ồ, cái miệng làm cái học tủ vậy trời. Em khép miệng lại. Cái tay là em để lên này là đã đẩy nhẹ lên. Có cái bữa nào mà mới chữa lộn xong nhìn thấy cái đó mấy cái trà lông tiên giả cho mộng. Thiệt chứ tức chết luôn anh. Bé nó hả bự không em? Bé nó hả bự không em? Có hỏi sâu quá. Không, ý là anh hỏi định vừa cái chai lông tiêu lông hay gì. Khổ ghê. Em nó hả bự không? Bự. Bự hả? Giờ mình thấy mũi ngái mà hả họng là nước miếng đồ nó kéo tới kéo luôn. Nó bị kéo không? Nó kéo nhợ đó em. Giờ mấy đứa mà miệng bự bự đó em. Rồi nó kéo từ cái răng này, nó kéo qua cái răng kia. Đất ơi, thì có nhiều khi đang đầu coi Facebook rồi là nhìn qua cái. Trời ơi. Trời ơi. Sẹt sẹt kìa ơi. Sẹt tụi nhứt răng ai về hả? Nhiều khi giống như là tự nhiên thấy ông thở hơi lên. Cái em khui. Tưởng nhậu về trúng gió. Anh. Đúng rồi, em kêu trời ơi, trời ơi có sao không? Có sao đâu, đang ngủ. Nhiều khi rồi tự bị sặc nút biến anh. Trời ơi. Trời ơi, nó trời chán trường dễ có sợ. Có cứu nó không? Cứu sao được, thì lúc đó em không ai cứu em nữa, sao em cứu lại người ta được, chị cũng chết. Ê, bây giờ nói nghe, nãy giờ mình nói chuyện mình nói xấu chồng không mà nãy giờ có một công đoạn rồi chừng nào có cái bánh để ăn rồi bây giờ sao nè, nãy cô giáo dạy sao vậy? Không lẽ giờ kêu cô nó ra làm giùm thiệt chứ mệt quá à. Có cái dụng bánh này cho đây trộn lên. Bé mình không có nết na gì ha. Đó. Rồi, mà quẩy lên. Trời, không ai mà có bộ neo gì luôn á trời. Em bộ nhà em sướng lắm mà. Đó. Tự làm đúng không hả? Ở nhà em không có làm gì hả? Đâu có, em có làm chứ. Tại vì anh biết sao, ngày xưa em lột đứa rất là miếng. Thì đúng rồi, ai cũng biết điều đó. Chăm. Cuộc đời em chỉ nối tóc, vẽ mắt, nối lông nheo, vẽ chân mày. Dạ. Rồi, ngày xưa em nối chân mày quá rồi. Dạ. Sáng dậy là cái gì cũng có thể không có. Nhưng cái chân mày phải có. Chứ chân mày. Nhiều khi tối đi ngủ, cái chân mày cũng vẫn phải có nha anh. Bây giờ em khác rồi. Em xăm rồi. Xăm rồi, nó dính luôn rồi. Đúng rồi, dính luôn rồi. Giờ mình trộn rồi đúng không? Vậy anh thấy ăn được rồi em ơi. Đúng không? Ừ. Vậy mình ăn luôn đi hả? Ăn luôn đi em. Rồi về sao nữa? Về sao nữa? Xong rồi bỏ vô đây, mình ịnh nó xuống nè, thành cái đế bánh vậy đó. Rồi nãy cô giáo nãy dặn khi nào qua bên đó mà sai quên rồi. Cái này xong rồi mới đem cái whipping này qua đánh lên.
đó. Mình giọng như giọng xà cừ đúng không? Giọng như giọng mặt chồng mình vậy đó. Trời ơi, con bé này. Cái điều mà mệt nhất là phải suy nghĩ là đi chợ hôm nay nấu cái gì. Tại vì cơ bản thằng con em nó không ăn thịt. Ăn cá. Cá thì lâu lâu ăn, ví dụ ăn nhất là ăn gì, ăn mắm. Ủa con nít mà ăn mắm hả? Ừ, ăn mắm anh thề, nó không tin dùng mắm chưng, mắm ruốc. Có hôm thì nó thấy em ăn dưa leo chấm mắm ruốc, ăn cơm lại nó ngồi ra chấm nó ăn vậy đó. Gì trời đó? Lúc đầu em stress lắm, như là suốt ngày cái chuyện mà một nội khi là chuyện đi chợ này kia cho nó ăn là nhiều khi điên đầu luôn á. Rồi bây giờ mình giọng xong rồi làm gì nữa em? Rồi bây giờ em nhớ là nãy cái này đem qua đánh lên. Ừ vậy em mua bệnh đánh đi. Bé vô dụng, em có ký gửi không cưng? Ký gửi không? Ký gửi không? Thiệt luôn á, em đâu có vô dụng đâu. Em đúng vô dụng luôn á, thấy cái bàn tay của em là biết rồi, đúng rồi. Nhưng mà ở nhà em là đứa bé nhất ở trong nhà đó anh. Vậy hả? Ngày xưa em một đứa làm biếng, cưới một người chồng làm biếng. Hay vậy trời, sắp đặt trời khéo an bài vậy. Và xong trời an bài cho em một cô trợ lý cũng làm biếng luôn. Hay ho vậy. Thành ra em là đứa duy nhất. Không mà cái nết của em anh không hiện hiểu là ẵm con như thế nào luôn á. Thiệt luôn em tưởng tượng có bầu sao luôn á. Có bầu trời sao ơi. Luôn. Em là con nhỏ rất là hề hước và vui nhộn năng động anh hiểu không? Lý la lý lắc. Rồi xong rồi kìa, xong chưa bé ơi? Dạ rồi anh. Dạ bưng qua mình làm tiếp à. Trời thiệt luôn, hai mình như trời sao giống chủ cả rồi. Tại vì người đưa chị mình đi qua bển làm tội nghiệp chị mình ghê. Không mà tại con bé nó đảm đang. Wow, em thấy là đảm đang không? Trời đây. Hay quá, giỏi quá trời luôn. Ừ, rồi. Ủa như kem vậy ha. Vậy đó, giống kem trộn quá anh ha. Sức ghê vậy trời. Con nhìn kem muốn. Giờ sao nữa nè? Rồi giờ mình đổ vô đây thôi, xong mình đem đi để tủ lạnh. Xong rồi đó. Vậy bây giờ mình đổ vô, rồi cái nó ok xong cái đem gì mình tặng chồng mình, thấy không? Trong khi mà chờ nó lạnh cái mình nói xấu chồng mình tiếp. Em là vợ chồng nghe là ngái, còn chồng em là có cái tật xấu gì không bé? Mớ, lâu lâu nó làm mấy pha buồn cười lắm á. Mớ hả? Thường họ nói gì em mới nói trong mơ rồi sao? Tự nhiên đang nằm nhiều khi á, em hay có cái tật nhiều khi em ngủ không được á là em hay lên mạng em coi nghe chuyện ma. Ờ. Thì đang nghe cái xong tự nhiên nghe. Ồ, chữ xăm xì. Mớ là nói hả, có đứng vậy không? Không, như tự nhiên chỉ tay nói vậy đó, rồi nằm cười. Đứng vậy là mộng du rồi. Hay quá, ham chồng cho ngủ chung được nè. Một bé ngái, một bé mớ. Không, chồng em lâu lâu cũng mớ. Mớ hả? Chồng em là... Nói rõ lời không hay lèm bèm vô đây? Nói rõ lời luôn. Nói rõ lời. Rõ lời luôn. Cậu Tám, cậu Tám bắt cái cầu thang gì. Rồi. Chồng cực khổ với Hương mà không còn cười vô mặt chồng nữa. Đó, dễ thương. Rồi bây giờ thế là bánh đã ra rồi. Bây giờ là cái công đoạn quan trọng nhất là cái công đoạn trang trí. Hoặc là mình viết tâm thư, hiểu không? Trời ơi. Cái này khó viết lắm anh. Thì đó cũng làm gì mình làm đi. Lớp du bé đen. Du bé đen. Em ghi lớp du em nặng cục rồi biết bé đen liền. Đúng rồi. Nè này đen đen nè. Đúng rồi, cái này đen hồi lùi. Còn em đúng viết gì hay chồng đang giận kìa. Đẻ nữa không? Đẻ nữa không? Nghe là muốn chạy bỏ chạy trốn luôn. Trời nó ghi đẻ nữa không? Thiệt luôn á trời. Thiệt thiệt. Như vậy là đã xong rồi, bây giờ mình sẽ bỏ tủ lạnh, bỏ xong xíu nữa mình bỏ vô hộp thờ đẹp đẽ mình rinh gì cho chồng mình ăn nghe không? Rồi bây giờ mình bỏ tủ lạnh. Mình tự đi đi em. Ủa? Nãy giờ là mình đã nghe những cái tật xấu của chồng mình. Thì bây giờ ở chương trình có một cái gọi là một cái phần gọi là thử thách cũng rất là đáng yêu. Trên tay Lâm đang là những chiếc thẻ vui vẻ à. Ở trong những cái thẻ này là những câu hỏi nè, hoặc là những tình huống nào đó mà mình chưa trải qua, hoặc là mình đã trải qua rồi. Bây giờ sẽ bóc bất kỳ nha. Nếu như ai mà bóc được tấm thẻ nào và những câu hỏi đó mình phải trả lời câu hỏi một cách chân thật. Thật lòng. Rồi bây giờ ai là người bóc trước đây? Cho meo trước đi. Dạ. Meo trước nha. Rồi. Ở giữa. Ở giữa nha. Hãy nói thật một việc mà em giấu chồng chưa nói, hoặc một điều cảm thấy có lỗi với chồng nhất. Chết em rồi. Chương trình chơi em. Cái này một việc, cái gì em nhiều việc. Thật ra em với chồng của em á là cái gì cũng nói cho nhau nghe hết trơn á. Chỉ riêng có shopping là em báo giá, em khai giá hơi gian thôi. Hơi gian. Vậy cái trường hợp là em mua cái gì á mà về giá nhiêu mà em báo chồng em nhiêu? Bé đen à. Bé đen à. Dạo khoảng một tháng trước em có mua một... Ê, cái miệng này nó không có dễ thương, nó khó chịu lắm. Bình thường thôi. Em có mua một cái túi. Túi màu gì? Màu trắng. Hiện tại nó đang ở đâu? Đang đeo không? Em đang đeo á. Đang đeo. Em đã nói là cái túi đó là rẻ. Rẻ hơn 10 triệu. Nhưng mà thật ra cái túi đó nó 35 triệu. Nó 35 triệu. Hôm nay dịp của chương trình thì thám tử hôn nhân thì em xin thú tội với chồng là em lỡ xài lố. Thì mong chồng thông cảm. Tại vì đàn bà con gái mà mình đi shopping là mình phải
đôi khi hay vậy đó. Thì thật ra còn rất là nhiều cái món đồ mà vợ khai gian nữa, nhưng mà vợ quên luôn rồi, không biết cái này là gần nhất cho nên là vợ thú tội à, vậy đó. Dạ xin lỗi chồng. Rồi cảm ơn em. Như vậy là Bia đã thú thật một lời là đã mua một cái giỏ. Bé Đen ơi, thì cái túi trắng đó nha bé Đen nha. Trời ơi, 35 triệu nha bé Đen nha, trời ơi, cực quá. Kiếm 35 triệu đâu phải dễ đâu, mình ở lòng nào mua giỏ 35 triệu. Rồi sợ bây giờ tới em nè. Em sợ quá, may mà em không rút phải cái câu đó. Em nhiều lắm hả? Đi trang luôn hả? Không, như không của em là... sao, của em sao? Thì em kiểu là như đợt gần nhất em mua đôi giày, cái xong hỏi ủa giày nè, cái em kêu là bạn em tặng, tại em tặng quà sinh nhật trễ. Cái xong mà vô tình bị biết và cái tự nhiên mở tài khoản em ra, cái em thấy ủa tại sao hụt ngay cái chỗ tiền này là tiền gì? Rồi em ú ớ. Với lúc đó em nói thiệt luôn. Rồi cái chuyện quýnh em không? Không, kiểu hay ha. Rồi xong rồi mấy đứt bỏ đi. Bỏ đưa đi, biết nói sao giờ, bé này chân thật. Em khai luôn, bây giờ em sợ quá nè. Đọc lớn lên. Trời đất ơi, nếu phát hiện chồng lén đi du lịch với cô gái lạ thì em làm gì tiếp theo? Em... tưởng tượng đi. Tưởng tượng hả? Chắc thêm cái đường nữa quá. Có nghĩa là phát hiện rồi là sẽ biết chồng mình đi du lịch ở đó đúng không? À. Thì em sẽ cố tình em rủ một người khác đi lại du lịch ngay chỗ đó luôn, bút một cái phòng ở kế bên. Em bồng con theo không? Không, không. Em không bao giờ em cho con em thấy những cái chuyện đó hết. Em hỏi em thuê ai đó đi chung với em, đẹp trai cao to chồng em. Trời, thật ra giờ nói không có suy nghĩ tới luôn á. Đúng rồi, trong khi những chương trình, những cái câu hỏi chưa đúng ai rồi. Trải qua xử lý trường hợp như thế nào? Thật ra đối với em thì đã một lần rồi sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Không bị tổn thương đúng không? Đúng rồi. Như là em có hai cái tình yêu trước đó thì là em đều chia tay trong trạng thái là em bị cắm sừng. Cho nên là em không cho phép bản thân em để cho người ta cắm sừng em thêm một lần nào nữa. Còn em, ví dụ chồng em đi du lịch thì sao? Trời đất cô. Cô đi Phú Quốc em ơi, bạn nhỏ đẹp quá em ơi. Bạn nhỏ cao mét 85. Thì em xử lý người ta. Không, em đã nói với chồng em nghĩ từ đầu rồi. Tính của em là cho dù chồng em phạm bất cứ lỗi gì, mình là vợ chồng, mình tha thứ cho chồng. Chính xác, chính xác. Nhưng duy nhất một chuyện, nếu như anh ngoại tình thì anh sẽ thấy một cái giá rất đắt. Anh đã bỏ đi một cô gái gọi là yêu thương anh, đúng không? Chính xác, chính xác. Em cũng hay nói vậy chồng em luôn á. Không, giờ em nói chồng em vậy nè. Anh mà có con khác thì là anh vô tình trao em một cơ hội đến với thằng khác. Đúng không anh? Ủa em thổi luôn hả? Ủa em không đánh ghen, không đánh gì hả? Không, đàn bà bây giờ là quýnh son chứ không quýnh ghen. Đàn bà bây giờ là quýnh son chứ không quýnh ghen. Rồi bây giờ còn thẻ cuối cùng nha, thẻ là tới Lâm ha. Không biết thẻ gì đây. Nếu phát hiện vợ chồng đang ôm ấp một chồng khác, em sẽ xử lý như thế nào? Anh sẽ xử lý thế nào? Tại sao? Trời ơi, cũng y chang vậy luôn. Thật, nếu mà phát hiện mà đang ôm ấp thằng khác á, về anh sẽ ẵm hai đứa con anh. Đi bụi hả? Khoan, bây giờ cái tâm lý thì sao ta? Phải nhắn tin trước hả? Không, em đánh... gặp anh chứ anh là anh đục thằng đó luôn. Không, anh không đục đâu. Anh sẽ ẵm hai đứa con anh. Anh nhắn cho Quỳnh vợ anh. Em đi luôn đi. Em đi luôn đi. Đừng về đây nữa. Cái vali anh để trước cổng. Không, anh để đúng cái giỏ mà bữa đi. Đúng rồi, để cái giỏ đó. Soạn hết quần áo của em rồi. Em đi đi nhé. Goodbye my love. Nhẹ nhàng vậy thôi đúng không? Đánh lộn, đánh lạo đạp cái gì đúng không? Và bây giờ sẽ là một phần rất là thú vị trong chương trình Thám Tử Hôn Nhân. Đó chính là phần thử lòng bạn đời. Ở đây chúng ta sẽ đưa ra một câu chuyện mà chúng ta phải diễn thật thật. Tâm lý là phải nuôi. Bây giờ em nói mình bị giật cái túi đi. Giật cái túi? Ừ, rồi bị kéo lê ngoài đường. Tét đầu. Thôi, ghê nhẹ nhẹ thôi. Thôi, tới chương trình này. Thôi đừng chạy mát. Rách hai cái quần nữa coi. Bé này chơi nhiệt tình quá. Vui thôi, đừng vui quá em nha. Để coi chồng như thế nào. Còn em định là tình huống gì? Trời, em chưa nghĩ ra. Tại vì cơ bản là chồng em á là kiểu là một cái người rất là khó tin. Giống như là kiểu, tại vì cũng có mấy đợt á em cũng hay xạo ổng rồi ổng bị lừa rồi, đâm ra giờ không biết sao đây. Vậy giờ cho em thời gian suy nghĩ. Đúng rồi. Bây giờ là phần thử thách dành cho Mia. Không biết ổng đang đâu nữa. Bé Đen thiệt luôn hả? Im. Chồng ơi, chồng ơi, vợ mới bị giật cái túi rồi. Chết. Sao vậy? Chị ù, chị đi gửi xe. Xong rồi vợ mới bước ra xe đi được chút xíu, nó giật cái túi, mà giật té luôn á. Chết, mà vợ đang ở đâu? Vợ đang ở đường này, đường gì vậy ta? Trong đó có gì? Trong đó có tiền, có tiền, có thẻ ngân hàng này kia, mất cái túi luôn.
Ờ. Bây giờ vợ có sao không? Vợ chạy nhựa có sao không? Vợ bị chạy cái chân như rách cái quần luôn. Bây giờ chồng đang đâu vậy? Chồng đang đi lấy cho anh, đang chạy về nhà. Ờ, giờ chồng vé của vợ luôn đi. Bây giờ vợ đang đi vô trong đứng đi, đừng có đứng ở ngoài, nó chị điện thoại nữa. Ờ, vậy vợ đứng trong nè. Bây giờ vợ vô đặc biệt công an á, giúp phá cái thẻ nó lại đi đã. Rồi. Vợ nhắn cho chồng địa chỉ chạy qua. Dạ, ờ, giờ vợ đang sư vận hạnh á. Rồi, chồng về rồi tới nhà rồi, cái chân anh chạy qua này. Rồi. Trời ơi, dễ thương chứ. Nhà cũng biết nhiều. Em ơi, giờ điện lại đi em. Em giỡn anh ơi. Giờ xin lỗi nha, bây giờ nó chửi em nữa nè. Ơi, em lại anh, cơm áo gạo thì em lại anh. Trời ơi, cười quá. Alo, chồng em. Chồng ơi. Alo. Chồng nghe. Chồng ơi. Giờ đang quay chương trình. Nãy giờ với Thảo á. À bé Đen ơi. Anh là Lê Dương Bảo Lâm đến từ chương trình Thám Tử Hôn Nhân. Để giờ để thử cái cảm xúc của em như thế nào. Nhưng mà quả thật em là một người chồng rất là yêu thương vợ của mình. Bé Đen ơi, anh cảm ơn bé Đen nhiều nghe. Lâm ơi, em đang chạy xe, em đi lấy hàng về để mà. Anh Lâm ơi, gọi giờ công an bắt em luôn rồi nè. Chết mẹ luôn rồi, ok rồi, ơi công an bắt em. Trời ơi, chơi em. Chương trình chơi luôn rồi. Thì vừa đi vô nghe điện thoại bắt cái tội đó. Thì vô kiểm tra giấy tờ. Anh làm chanh hả? Em làm chanh. À nãy nhìn em làm lấy chanh. Lấy chanh là tưởng gì? Nhà bán lấy bánh gỏi. Thương ghê, bị công an bắt luôn rồi. Giờ tới em sao nè? Cho em xin cái điện thoại với à. Nghe mẹ. Ủa anh đang đâu ạ? Anh đang ở công trường Mỹ Linh nè, ngồi anh với đại Kha nè. Ê, em nói nghe nè, em không biết sao cái thẻ visa của em á, tự nhiên bị mất hết năm, bị nó bị mất tiền hết, trừ hết 50 mấy triệu của em Khánh ơi. Cái gì ghê vậy? Không biết nữa, cái mã thẻ visa đó không biết giờ có bị sao không ta? Vậy có gì gần người ta, giờ em gọi bỏ ngân hàng liền đi. Trời, em bấm điện thoại không nổi luôn Khánh ơi. Vậy là giờ quá. Rồi giờ là em gọi ngân hàng liền anh đi. Rồi. Anh em chạy ra ngân hàng luôn. Giờ em nói trường hợp em trước khi em có thẻ, đúng không? Rồi. Em gọi ngân hàng trước rồi. Trời, em thở nhỏ luôn á. Bây giờ nó nghe nè, coi sửa soạn có gì chạy qua rước em nha. Rồi, ok. Giờ chạy qua nè. Trời ơi. Em biết ngay là. Thấy không? Bíp. Điện lại em nó chửi em nè. Giờ là tâm lý nó chửi em nè. Anh nghe nè. Nó nghe nè, em đi qua chương trình nó đừng chửi em. Em qua đâu? Không có, ý là hồi nãy em gọi anh em nói mất tiền là em xạo á. Trời. Thôi đừng chửi, tại vì bị thử thách á, đừng chửi. Hay quá, rồi giờ đi anh tặng em nè. Trời, người em đang bực la lớn á, rồi vậy nha. Ok. Rồi, ôi chết rồi, về phạt luôn rồi. Chết rồi, bay bay nhau trên Đà Lạt. Nếu hư sẽ bị phạt. Thắt cổ em bằng cà vẹt. Ghê thiệt. Nghe chồng thì ghê quá em ơi. Giới thiệu đôi nét về bản thân mình nè, em tên gì? Dạ, em tên Hoàng Văn Phượng. Hoàng Văn Phượng. Phượng hả? Phượng Công Phượng á hả? Dạ. À. Rồi. Phượng sinh năm mấy em? Sinh năm 1995. Phượng 1995. Rồi, Phượng quê ở đâu, đang làm công việc gì? Em đang làm tại xưởng sản xuất của em, là đang làm quận 12. Là có xưởng sản xuất riêng hả? Dạ. Em sản xuất bên ví da bò. Túi da bò hả? Dạ. Túi ví này. Da thật không? Dạ thật. Da thật hả? Vậy thì mắc lắm đúng không? Dạ. Khoảng bao nhiêu tiền một cái? À, nếu mà bò sỉ rồi em làm đi số lượng đó thì nếu mà bò sỉ thì túi thì cái 200 mấy phần trăm. Còn ví thì cái 100 mấy. Dạ anh ơi, anh ngồi thẳng người lên cho nó đẹp hình nha. Dạ rồi, anh cảm ơn anh nhiều. Em là quê ở đâu Phượng? À, quê ở Quảng Bình chị. Ừ, quê Quảng Bình. Vào đây lâu chưa? Dạ, em vào đây từ hồi 12 tuổi. Ừ.
Rồi với ai, gia đình hả? Không, trước đây em 12 tuổi em đi vào đây em làm thuê. Sau này em làm, em học một nghề rồi sau này em tự mở xưởng ra. Mở xưởng được bao lâu rồi? Em mở xưởng 8 năm rồi. Giỏi quá vậy. Năm nay mới 28 tuổi hả? À đâu, năm 95 đúng rồi, 27, 28 là mở được 8 năm rồi. Thu nhập bây giờ một tháng ổn không? Phượng thấy đeo đồng hồ vàng với thứ này là thác ổn đó đúng không? Dạ, thu nhập thì nói chung là ổn định. Ổn định khoảng bao nhiêu? Tháng thì bình thường thì có tháng thì 20, 20. Ừ. Có nhà ở quận 12 chưa? Dạ chưa, chỉ đang cố gắng. Ừ. Tại vì làm cái nghề mỹ da bò thì đầu tư vốn đầu tư nó cao. Ừ. Nên là đang để vốn để đầu tư những lô hàng lớn hơn. Ừ. Em có bao nhiêu nhân viên? Em thì hiện tại mà trong xưởng thì em 5-6 người ạ. Ừ. Tất cả hàng em nhận hàng số lượng thì em đưa hết cho gia công. Khoản ý là em về em cho lính em cắt dập xong rồi em đưa cho gia công là may hàng cho em. Em có trực tiếp làm không? Dạ. Em có trực tiếp làm không? Dạ, em trực tiếp quản lý tất cả. Nhưng mà có trực tiếp làm tham gia vào các khâu không? Hay là có bây giờ chỉ quản lý thôi? Em cũng trực tiếp tham gia vào các khâu. Rồi, điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em à? Điểm yếu của em thì em nói chung là... Trong này thấy ghi là hay bị nổi nóng khi mà căng thẳng nè. Dạ. Yeah. Nóng với ai? Nóng với nhân viên hả? Dạ, yeah, hay bị cáu với nhân viên với là người kia. Nhiều khi là công việc đang căng thẳng kia là hay cáu. Đang căng thẳng mà ai chọc vào cáu hả? Dạ. Yeah. Rồi. Điểm mạnh của em là gì? Hát hò gì được không? Văn nghệ gì được không? Dạ, hát hò được thì... Ừ, hát thử một đoạn xem nào. Hát thử chị nghe đoạn xem nào. Hát bằng gì? Bài gì cũng được, bài tủ đi. Không có, chưa kiểu tại vì bé đó chưa đủ tuổi. Trước đây là bé đó chưa đủ tuổi. Ồ, chưa đủ tuổi đâu, sống chung với người ta rồi người ta đi kiện đông rồi sao không? Không, hai gia đình đồng ý. Thì hai gia đình đồng ý nhưng mà bây giờ là về mặt pháp luật là em sai rồi đó. Dạ, hiện tại là em cần cung cấp cho con. Có con không? Có một bé, 4 tuổi. 4 tuổi rồi. Năm đó em bao nhiêu tuổi, bạn bao nhiêu tuổi? Đó là em 22 tuổi. Em 22, còn bạn kia bao nhiêu? Bạn kia... Ừ. Rồi bây giờ bạn đó mới có 21 tuổi thôi. À đâu, 22 rồi chứ. Rồi sao mà không, rồi được mấy năm, sống chung với nhau được mấy năm thì ly hôn? Được 2 năm nhỉ. Rồi sao ly hôn? Ý là bạn nói em cũng biết lý do luôn. Tại vì bé con đi về ngoại luôn. Chứ em cũng về một tháng là đi lấy chồng luôn. Chứ em cũng biết lý do tại sao rồi. Là bế con về ngoại rồi đi lấy chồng? Dạ. Là không cần em chu cấp gì hết? Có chứ, hiện tại là em vẫn chu cấp cho con em đi lấy chồng rồi. Em vẫn chu cấp cho con em là một tháng là 4 triệu. Con trai hay con gái nhỉ? Con gái hả? Dạ. Là đang ở ngoài quê luôn? Ở nhà ngoại. Nhà ngoại quê ở đâu em? Ở Bắc Giang nhỉ. Nhà bạn nó lấy chồng rồi? Dạ. Rồi sau khi đi vô mối tình đó anh có quen ai không?
sau đó em ở lại 1.5 năm thì sau đó em có quen một người cũng được gần năm hơn 2 năm nhưng mà thấy hai gia đình không phù hợp á thì sau đó là đồng ý là giải thoát cho nhau một người đi một đường. Chỉ vì hai gia đình không đồng ý thôi hả hay sao? Hai gia đình không đồng ý, hai tính cách nó khác nhau. Lý do hai gia đình không đồng ý là gì em? Là tuổi tác này kia. Tuổi tác là sao? Không hợp tuổi hay là bạn ấy lớn tuổi hơn em hay như thế nào? Lớn tuổi. Lớn hơn nhiều tuổi không? Lớn hơn 10 tuổi. Ồ. Nên là hai gia đình không cho. Là cũng từng đổ vỡ giống em hả? Dạ. Vậy là em cũng nghe lời mẹ luôn, gia đình luôn. Dạ không, nghĩ là em cũng khuyên nhưng mà bé đó thì là nghe lời gia đình này bỏ em đi. Bạn kia lại bỏ em đi? Dạ. Rồi bạn gái đã lấy chồng chưa? Dạ em cũng chưa chị. Em còn giữ liên lạc với bạn đó không? Dạ. Em còn giữ liên lạc với bạn ấy không? Dạ có những tin hỏi. Chị thấy một cô gái ngồi dưới kia có phải người thân của em đi chung với em không? Dạ, đó là người mà chị làm ở trong xưởng luôn. Vậy hả? Chị làm trong xưởng luôn? Là dẫn đi khỏi không biết đường hả? Dạ. Dẫn đi khỏi không biết đường hả? Không, nghĩ là chị em mời đi chung với nhau cho nó vui. Chị có gia đình chưa? Có bồ chưa? Có rồi. Rồi, thế bây giờ em muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Em thì nói chung là một người biết hiểu chuyện nhiều công việc thì là được rồi chứ không cần ngoại hình nữa. Không mập lắm, em ốm ốm tí. Em thì hơi ốm đúng không? Dạ, em thì ốm. Mất 68 có 50 kg là quá ốm hơn đúng không? Dạ. Rồi, tuổi tác giờ có quan trọng không? Dạ, thì bây giờ tuổi tác thì nói chung là ngang tuổi cũng được. Lớn tuổi hơn được không? Lớn tuổi hơn 2-3 tuổi thôi, nhưng mà lớn tuổi quá thì lớn quá gia đình trợ gia đình phản đối đúng không? Dạ. Rồi lập gia đình là ly hôn có con thì được không? Dạ. Bạn ấy đã từng ly hôn và đang nuôi con được không? Dạ được thì có điểm gì em không thích bạn ở bạn gái không? Điểm mà nếu mà cứ công việc của em hay đi ra ngoài gặp khách này kia thì em không thích là về là game tour này kia. Nói chung là công việc là phải đi này kia chứ không ở nhà biết được với con. Em chỉ cần một người hiểu được công việc của em là phải đi này đi kia, nói chung là đi hết tỉnh này qua tỉnh khác vậy là. Thôi tức là không game, không kiểm soát đúng không? Đúng rồi. Ok. Nói chung kiểm soát điện thoại cũng được, em cho kiểm nhưng mà nói chung là đi đừng có game. Ok, rồi cảm ơn Phương nhiều ha, có gì chương trình sẽ liên hệ lại với em nha. Dạ. Cảm ơn em. Rồi, dạ, em mời anh. Chị mình xin giới thiệu, mình tên là Lê Công Khoa. Mình mới tuổi sinh năm 82, mình sinh năm Sài Gòn. Dạ. Mình đang định cư Úc. Dạ. Yeah. Khá là mình đang cứu mà mình đang trong thời gian mình về thăm gia đình đó. Thì anh về được bao lâu rồi anh? Mình về cũng được 2 tháng rồi, mình còn khoảng 3 tuần mấy 4 tuần mình đi. Là khoảng 1 tuần nữa là đi rồi. Không, 4 tuần. 4 tuần là một khoảng 1 tháng nữa là đi rồi. Đúng rồi. Thì giờ tìm bạn gái rồi đi rồi sao? Thì khi mà chương trình có lịch phỏng vấn thì mình thích hợp, tại vì mình tính Tết nên mình về nữa. Dạ. Có nghĩa là bây giờ nếu mà tìm được bạn gái chẳng hạn như thì mình quay gần nhất của bọn em là ngày 8 tháng 7 đi. Hiện tại bọn em đang có lịch đó. Lịch đó thì vẫn còn ở lại, tại vì tới 21 mình mới đi. Thì vẫn ở lại, nhưng mà tìm được, nếu như tìm được bạn gái cái là bỏ bạn gái 4 tháng nữa đi rồi đấy, đúng không? Thì mình phải liên hệ qua điện thoại hay là bây giờ công nghệ thông tin mà, với lại có nhiều cái phương tiện để nói chuyện với nhau, quan trọng là do hai người. Chứ về cái vấn đề đó thì do hai người có thể yêu xa cái gì. Nhưng mà giống như kiểu mà mình kết nối được với nhau. Nhưng mà anh định cư ở Úc lâu chưa anh Khoa? Khoảng mình định cư chính xác là năm nay năm thứ 11 rồi. Năm thứ 11, tức là gia đình anh vẫn ở đây hả? Đúng rồi, mình còn mẹ thôi. Là mẹ đang ở quận 4. Quận 4. Dạ. Sao không đưa mẹ vô luôn, anh đi? Mẹ anh thì có bệnh
trong người đó, bệnh huyết áp, bệnh tim rồi nên đi máy bay, với lại phần mẹ nó có thích đi nước ngoài sống. Giống như là sống ở nhà hàng ở ngay chợ nên mẹ thích cứ ồn ào, chứ qua bệnh không có biết tiếng rồi, phần cũng lớn tuổi rồi, chứ qua bệnh không có thích hợp. Rồi mẹ hiện tại là ở một mình luôn hả anh? Ở với lại mấy người cháu, cháu của bà chị trong, nên thỉnh thoảng hãy phải về chờ thăm trong mẹ, thăm gia đình. Ok, rồi nghề nghiệp của mình là gì ở bên đó là bên gì đó anh? Thì mình làm bên bưu điện của là về board office thì đại khái là công việc của mình là trong đó. Cụ thể là mình làm là mình lựa hàng hóa theo mẫu của từng vùng ra đó. À, cũng là như kiểu ngoài đây là phân khoang, phân hàng, phân loại hàng á hả? Không phải cân mà mình phân loại hàng á, phân loại hàng hóa, rồi mình sắp xếp cho nó gọn lên ba lệnh, đại khái là như vậy. Rồi đi theo các khu vực riêng á, đúng không? Đúng rồi, cái đó là cái khâu khác là ta chia, người ta đem đưa hàng hóa, còn mình là chỉ lựa thôi. Bởi vì bệnh là mỗi cái khâu khác nhau chứ không phải giống như bên Việt Nam. Anh làm ở đây lâu chưa? Mình làm khoảng gần được một năm. Được một năm. Ủa, trước đó thì em làm có được gì? Trước đó thì mình làm về công việc xây nhà, làm cho chủ người Việt thôi, nhưng sau này mình vô cái công ty đất của Tây của chính phủ. Hiện tại anh sống bên Úc với ai ạ? Mình thì sống một mình thôi. Là nhà cửa mình bên Úc ổn định hết chưa anh? Thì nói thẳng ra thì tới giờ thì cái vấn đề nhà cửa thì mình mua không có nổi thôi. Cái đó là cái thật sự là sự thật của mình. Cái muốn thì tại vì mình thật sự cũng thuê nhà, cái đó là sự thật, mình không có gì phải giấu giếm hết. Dạ. Vậy tại vì mình rất là tự nhiên có gì nói cái đó để đúng mình tự lựa chọn. Dạ đúng rồi. Thì đó là nó là như vậy. Mà người thân của anh có ai bên đó không mà anh qua đó anh định cư? Ngày xưa thì tại vì thật ra mình cũng đã từng có vợ mình ly hôn, ly dị cách đây 9 năm rồi. Thì đại khái là vậy, ngày xưa vợ mình bảo lãnh quá hả? Rồi mình đã ly dị cách đây 9 năm rồi. Rồi với lợ tại vì mình thấy tới cái tuổi của mình cũng lớn rồi, 40 tuổi mình nghĩ cũng cái cần bước tiếp một bước nữa để có một cái mang nhỏ. Nhưng mà anh có con chưa? Có một bé trai. Sống với anh thì ở với mẹ thì mình chỉ có trao tiền gọi là tiền mà nuôi con đó, gọi là ở bển gọi là chăm sóc. Vợ anh cũng người Việt luôn hả? Vợ mình hả? Mình là sinh đẻ vợ. Nhưng mà người gốc Việt. Thì đại khá là sao quen được nhau rồi qua bên đó thì cái cô đó thì về đây thì mình biết nhau tại vì mình cũng biết tiếng Anh rồi hai người cũng nói chuyện qua lại rồi, sau này thì chắc là do có thể là do cái văn hóa nó khác nhau nên sinh ra những cái mâu thuẫn đó mà. Dạ. Nhưng mà cho em hỏi thêm nha, trước khi em qua Úc anh định cư thì em làm công việc gì ở Việt Nam? Trước khi mình qua Úc định cư mình làm công việc ở trong bên Nguyễn Kim á, mình làm sale và bên Nguyễn Kim là chủ nhất. Nguyễn Kim. Đúng rồi. Nguyễn Kim Thủ Đức này luôn. Không, ngay chỗ quận nhất, cái chỗ bên Trần Đạo. Dạ, quên cái Nguyễn Kim đó. Cái đó là cái trung tâm ngày xưa. Nhưng mà tương lai sau này em có quay về Việt Nam không hay? Có thì mình tương lai thì mình tùy vô cái tình huống với cái thời gian hay là vô cái hoàn cảnh gia đình mình như thế nào. Nhưng mà chắc chắn tới lớn hơn tí xíu mình chắc chắn sẽ về Việt Nam sống luôn thôi. Dạ. Tại vì mình thích cái cảnh yên tĩnh chứ xíu, bây giờ là không ồn ào đâu. À, nói chung là muốn lâu dài lại về Việt Nam đúng không? Đúng, đúng. Dạ. Tức là sau khi ly hôn là anh có quen thêm mối tình nào khác thì không? Cũng có vài quen với vài thêm vài mối tình nhưng nó không đi tới đâu hết. Tại vì nhiều khi người ta có người thứ ba hay là những cái chuyện đó nó tế nhị, chứ là phần mình thấy không có hợp tính á. Chứ là mình càng lớn thì nên mình sống cái gì nó cũng có nguyên tắc. Mình cảm thấy có nhiều cô tắm trẻ con á, mình không có cảm thấy nó phù hợp nên mình cảm thấy dừng lúc đó thôi, chứ mà muốn đi sâu thì mất công mới mốt ai cũng khổ. Nên mình đại khái là như vậy thôi. Thế là anh muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Thì mẫu gái mình chọn thì cũng đơn giản thôi, cũng không có cần phải đạt gì, cũng bình quân. Nói chung là hiểu về cái lợi, biết tôn trọng lẫn nhau là được rồi. Tại vì tới cái tuổi của mình không có đòi hỏi gì thêm được. Nhưng mà ví dụ như anh phải cho tụi em một cái cụ thể đi, tụi em nhìn vào mắt thường được. Thì giống như là một cái cô gái bình thường thôi, chiều cao thì không thành vấn đề. Tại vì đối với mình thì cái chiều cao 1.5 cho lên cũng không là vấn đề. Tại quan trọng là tính tình người ta tốt hay không thôi. Chứ là người ta biết suy nghĩ hay là đừng có trẻ con quá. Tại vì mình không có thích cái mẫu người trẻ con quá. Tại vì cái đó nó không có phù hợp với mình. Người ta cũng đã từng ly hôn đúng anh thì vẫn ok đúng không? Thì không có vấn đề gì. Thì cũng bình thường thôi. Thì phụ nữ cái có chế độ mà từng ăn chơi cũng không thành vấn đề. Tại vì mình thích những cái người về tình trải giải khá là như vậy. Anh cho em đó, nhìn bằng mắt là anh biết anh thích người như thế nào đi. Ví dụ tại tánh mình
dễ dàng lắm, tánh mình nó không có giống như là yêu cầu cao, mình chỉ là thấy là được. Em biết rồi, nhưng mà bây giờ là đến với chương trình thì nó sẽ có những cái lựa chọn, thì rồi. Bên em muốn anh là sẽ có những cái lựa chọn để em còn biết là gu anh như thế nào. Anh có thích một cái người ngôi sao hay là một cái bạn diễn viên ca sĩ nào không? Anh đó, ở anh thì cũng không có thần tượng ai, tại vì anh đó thì chưa, anh chỉ có mẹ anh là thần tượng, chứ không có thần tượng ai. Thì nói chung là vậy, anh thì không có một cái gì gọi là cái phê bình nhưng cá nhân hay là về các một cái người đó để khác. Tuổi tác của bạn gái thì sao? Tuổi tác thì khoảng cỡ 25 cho tới 45 cũng được, tại vì anh 43 thôi, tại vì lớn anh 2-3 tuổi cũng thành vấn đề. Anh để khá là nhiều. Nhưng mà quen anh là phải yêu xa? Không phải nhất định phải xa, có thể là tùy vô hoàn cảnh. Nhưng mà ví dụ như sau này, ví dụ như hai người mà tiến tới được với nhau thì anh có bảo lãnh được bạn ấy sang được để chứ. Anh không? Thì được bây chứ. Bây giờ bảo lãnh được rồi hả? Thì dĩ nhiên anh ở đâu rồi, anh đã có quốc tịch. Anh đã có quốc tịch Úc. Giống như là bây giờ tùy vô cái hoàn cảnh, coi người ta có muốn đi hay là người ta muốn ở lỡ, hay là tùy vô cái hoàn cảnh mình sắp xếp. Em hiểu ý không? Em giống như những khi người ta không có những người ta không muốn đi nữa. Không, quan trọng là không phải, quan trọng là vấn đề là anh chỉ cần chốt cho tụi em một câu thôi là anh có được thì cái đó mình bảo lãnh người ta đi. Còn cái chuyện của người ta đấy là chuyện sau này tụi em thương lượng với nhau. Thì đấy. Dạ. Thì bây giờ nói là do cái dính để thương lượng. Dạ, thương lượng thì sau này tụi hai người thương lượng, tại vì cái chương trình bóng hẹn hò là tụi em chỉ tạo cơ duyên ban đầu cho mọi người gặp nhau thôi. Rồi. Còn chắc gì là mọi người đã hẹn hò nhau sau chương trình. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái quan điểm của anh phải rõ ràng, ok, nếu anh em quen anh, nếu em muốn theo anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho em đi, được. Cho mẹ con em đi. Ví dụ như thế, chẳng hạn như cô đang có con chẳng hạn, anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho mẹ con em đi. Mình chỉ cần cái câu đó để người phụ nữ người ta cảm thấy rằng là à, anh này quyết đoán, anh này có chính kiến. Còn bây giờ mà anh lên mà sân khấu anh cứ tùy vào em các thứ là anh theo luôn. Anh hiểu em, dạ. Anh hiểu em giống như kiểu đó, mình không có đưa ra cái quyết đoán, cái mình quyết định chính xác. Mình còn vấn đề cô nói chung là em mình không có chốt được cái vấn đề đó, dạ. Anh hiểu em. Nhưng mà giống như là nó tùy vô hoàn cảnh hai người, yeah. Đó là như vậy á, chứ anh cũng đâu có biết cái người ta như thế nào. Đúng rồi, thì vấn đề là đấy, chỉ cần biết là em nói thì anh hiểu ý. Dạ, ở góc độ anh ok, anh chốt anh đi đó, còn vấn đề là nếu mà em như thế nào thì em cứ nói cho anh biết để anh sắp xếp. Thì đấy là việc của hai người sau này. Rồi. Rồi. Anh còn có điểm gì anh không thích ở bạn gái không ạ? Bạn gái thì hồi nãy mình có nói rồi, thì đừng có trẻ con quá, với lại đừng có mà sống cái kiểu ích kỷ quá. Mình thích cái con người mà có chính kiến, đại khái là như vậy. Không, ích kỷ là sao anh? Nhiều khi người ta sống thì người ta chỉ biết nghĩ cho cá nhân người ta, hay là người ta vì một cái lợi ích nào đó người ta mới quen mình chẳng hạn. Ừ, cái lợi dụng hoặc là cái thì nói chỉ tới vậy là như vậy thôi, chứ nói lợi dụng thì cũng hơi quá đáng, tại vì anh đâu có gì đâu lợi dụng. Lợi dụng đi nước ngoài hả? Không, cái đó thì tùy mỗi người mục đích rồi. Nên là nói cái đó là tùy mỗi người cái mục đích cá nhân riêng thôi. Rồi. Ok anh. Rồi. Cảm ơn anh, còn gì nữa? Anh có tài lẻ thôi gì không anh? Thì mình có chơi thể thao, là mình biết ca rồi. Rồi, anh ca giùm em xíu ha. Chơi thể thao chơi môn gì? Cái nào mình cũng chơi cũng được, tại vì mình là dân ngày xưa chơi đá banh rồi. Nên cái cuộc mặt mình đen rồi cũng chơi đá banh. Rồi, thể thao thì anh chơi được đá banh rồi, gì nữa? Cái môn thể thao là mình biết chơi hết, tại vì mình là dân đá banh. Em biết rồi mà, thì nói chung đi. Là thể thao bơi lội hay là chạy bộ, hay là nói chung là kể cả thì nói chung hầu hơn các môn thể thao cái môn nào mình chơi được cũng được. Hiện tại là anh chơi môn nào nhiều nhất? Đa phần là mình chơi đá banh nhiều nhất. Ok rồi, em mời anh hát xíu ha, bài nào cũng được ạ. Bài nào cũng được thôi em. Dạ đúng rồi, một xíu thôi. Ca thì nói chung thì cũng không có nhớ lời cho lắm, nhưng mà khi có nhà có chữ không biết ca, tại vì lâu lâu quá cũng không có gần, không có ca. Dạ. Thì ca thì biết ca, chắc chắn biết ca, nhưng mà cái vấn đề giống như là mình chưa có lâu quá mình không có ca là. Không sao, cứ bình thường thôi anh, mình cứ thể hiện tài năng của mình thôi, bản thân mình thôi, chứ em không có yêu cầu là hát hay hay là hát đúng nhịp hay gì đâu. Thay đổi không khí tới người. Hồi nay nói chuyện buồn quá em. Rồi em mời anh ha. Bây giờ tại vì mình ca thì nhạc buồn không mà, chứ không có trời, nhạc buồn cũng được luôn. Nên cái đầm giờ mình không có suy nghĩ được cái bài cụ thể đó. Bài gì cũng được anh, bài tủ bài nào hay hát thôi. Bài nào cũng được. Vui là chính anh thôi. Thì mình hát một đoạn của cái bài Tàn Cho ha, tại vì mình chỉ có thích cái bài đó. Dạ ok. Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi, lại vẫn tôi không
thì ta là ta em cứ nói chung là mình hát được một đoạn thôi. Thì tại vì mình không có nhớ mặt chữ lâu quá, mình cũng không có hát, mình nên mình không có nhớ mặt chữ cho lắm. Rồi, ok anh. Rồi, có yêu cầu thì bạn lái đó không anh? Quyền lợi đó nha, không nói nó mất quyền lợi đó. Không, thì vậy thôi. Rồi. Thì đối với anh thì đủ rồi. Rồi, rồi, ok, cảm ơn anh Quang nha. Rồi. Ngồi đi anh ạ. Cảm ơn. Dạ, chào mấy em. Dạ. Tên gì em? Nguyễn Nhạn. Nhạn hả? Dạ. Ừ. Dấu hỏi luôn hả anh? Dạ, dạ. Dạ. Rồi, hello Nhạn. Rồi mình giới thiệu về mình đi. Em giới thiệu về bản thân này. Công việc quê quán của em thì sao? Công việc đang làm công ty lên ở Quế Ngắt, Bình Dương. Làm công nhân hả? Dạ. Công ty gì em? Công ty Long Di. Long Di là làm đấy gì em? Làm đóng dép á. Sản xuất dép hả? Mà em làm công nào? Ép đế, ta chạy ra chiếc dép. Câu ép đế. Ép đế đấy, ép cái đế vào rồi may rồi ra thành cái dép hoàn chỉnh đó hả? Dạ. Công đoạn cuối đấy hả? Công đoạn đầu tiên chứ. Công đoạn đầu tiên của cái chiếc dép. Ờ. À, còn vòng cuối là kiểu cắt gọt mấy cái râu ria rồi, rồi sơn bọc các thứ nữa đúng không? Thu nhập ổn định không em? Tháng 11 triệu thế. Ừ. Đang sống trọ hả? Dạ. Trọ với ai? Ở trọ bên anh. Mình nghe thôi hả? Dạ. Gia đình đang ở An Giang luôn hả? Chị với em gái đang sống gần đè luôn. Ờ. Còn ba mẹ thì sao? Ba mẹ như quê. À. Rồi, điểm mạnh yếu của Nhạn là gì nè em ơi? Tại vì ở đây đi làm rồi thì nằm bấm điện thoại xong rồi ngủ cho em ngủ mà chứ đâu có đi chơi. Rồi rồi sao tìm bạn gái đây? Ôi trời, cũng đi làm về điện thoại rồi ngủ lấy đâu ra bạn gái nữa trời. Tôi thích giao lưu với bạn bè nên biết sao rồi gia đình mới. Ai đăng ký cho anh tham gia chương trình này? Tự đăng ký tại nhà nằm buồn ở nhà rồi bấm điện thoại rồi tự đăng ký luôn. Anh có biết là khi mà tham gia chương trình thì tụi em cũng sẽ sàng lọc qua casting đủ thứ hết, thì mình cũng phải mạnh dạn lên, mình cũng phải chia sẻ, rồi mình cũng phải có những cái thời gian để dành cho bạn gái. Cái thời gian thì nếu mà có bạn gái thì mình dành thời gian được, tại vì nếu mà mình cùng mình thì mình đã còn có bạn gái thì mình đã dành thời gian cho bạn gái chứ. Thì khi có bạn gái mình sẽ dẫn bạn gái đi chơi, còn mình không có mình lên ở nhà thì mở mình lên. Anh làm trong công ty nè, biết bao nhiêu cô công nhân là con gái là sao anh không tha không cô? Trong công ty đó người ghét người là thương mình, người này nói chuyện qua lại thì đoạn rồi nên không thật thấy không hợp nên muốn biết. Anh đã tìm hiểu bao nhiêu cô trong công ty rồi? Cũng nhiều lắm rồi nhưng mà thấy không được. Ừ, tại sao không được? Liệt kê những cái lý do. Nhiều người thích mình thì người ta nói vô, còn người ta ghét mình người ta nói ra cho người đó rồi tự kiếm mâu thuẫn nhau nên không muốn học. Ừ, mâu thuẫn về chuyện gì anh? Thì cũng như nghe người khác nghe trăm ca chọc vô rồi đó. Ừ. Là nói anh thì sao? Thì nói cái mặt xấu mặt tốt, mặt nào không tốt người ta ghét mình thì người ta nói mọi điều kiện để cho mình, người ta không có thích mình á. Nói chung nói xấu. Ừ. Rồi ưu điểm nhược điểm của anh là gì? Điểm mạnh, điểm yếu. Mình phải có những điểm mạnh của mình chứ. Ví dụ như mình biết làm cái gì, mình có thể hát hò không, hay là mình có thể nấu ăn không, hay cái gì đó. Còn điểm yếu là những cái gì mà mình sợ. Làm gì rồi chứ rồi không phải ít. Có ca hát mà cũng ít. Có nấu cơm được không? Được, nấu cơm, nấu nước, ăn uống được cũng được. Mà cũng ngon, không ngon mà. Không ngon gì mấy. Ừ. Anh có thể xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò rồi đúng không? Anh thấy người ta lên chở người ta mạnh dạn không? Anh có thể là anh được bao nhiêu phần trăm giống mấy cái anh trên đó? Tại vì lần đầu tiên lên sống nên cũng chưa có chắc không được mấy phần trăm luôn. Không được mấy phần trăm luôn? Thiếu tự tin vậy à? Rồi, ưu điểm không có, rồi nhược điểm thì sao? Ưu điểm chỉ có nấu ăn thôi, còn nhược điểm? Những cái điểm yếu của mình? Rất nhẹ dạ tin người. Ờ, à, rất nhẹ dạ tin người. Rồi, có ai bị lừa chưa? Có bị ai lừa chưa? Đi rồi, cho nên mới...
Bị tao lừa nhiều không? Có hai ba người rồi thôi chứ nào. Ừ, lừa gì á? Thì bạn bè quan hệ qua lại giao thiệp qua lợi đó, rồi mình tiền bạc rồi mà mình không nhận thiết, thấy không ổn nên thôi. Ừ, mượn tiền là con gái mượn anh đó hả? Ừ. Là anh tìm hiểu người ta xong anh cho người ta mượn tiền rồi hai ba người luôn mà không rút kinh nghiệm luôn, xong rồi sao rồi không quen nữa hả? Xong xong rồi chia tay luôn. Nhiều không anh? Hai ba người đó có nhiều, có còn 1-2 triệu bạc chín đủ rồi. Người ta 1-2 người thôi, này 3 người luôn. Đó là nhẹ dạ như tin người mà cho nên lúc này không có nghiệm được. Ừ. Rồi mẫu người yêu của anh như thế nào? Mẫu người yêu của mình cũng đơn giản, tại vì bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi cho nên em kiếm người nào là nếu mà người ta thấy thích mình, hợp với mình thì cứ tiến tới. Ai biết ai thích anh? Anh phải miêu tả như mấy cái anh nãy giờ nói chuyện chứ, nãy giờ em cũng đã nói nhiều rồi mà. Dạ. Mỗi người của mình là chỉ là yêu cầu nó giao tiếp thoải mái, chiều cao cũng bình thường thôi. Rồi còn gì nữa không? Quê quán, tuổi tác? Không quan trọng. Ừ, lớn anh cũng được luôn. 1-2 tuổi không đâu quan trọng gì đâu. Ừ. Rồi. Rồi về nhà thì tức là từ giờ tới lúc thi hình ấy, mình còn thời gian cho nên về em phải kiểu như thoải mái, tự tin hơn. Ví dụ như có cái năng khiếu tài lẻ, hát hò gì, bình thường hát vui cũng được, không sao cả. Tại vì mình không phải đi thi tuyển ca sĩ. Mình lên thì nó thay đổi không khí, giống như em đang nói chuyện với các chị nên nó hơi bị, không khí của mình nó hơi bị trùng. Mà bây giờ mình không có hài hước, không có vui vẻ. Chị nhìn mặt em thì cũng hài đấy, nhưng mà chắc là chưa đúng chỗ hài thôi đúng không? Mình phải vui vẻ hài hước lên thì bạn gái đối diện với bạn ấy mới cảm thấy rằng là cái anh chàng này là cái anh chàng tính tình cũng thoải mái, vô tư. Ok, mình về mình sau này mình có quen bạn ấy mình không phải suy nghĩ nhiều, mình không phải bị quá là phải mất thời gian mình suy nghĩ hay là mình phải khổ hay là mình phải vất vả cái gì cả. Em phải thoải mái, em vui vẻ lên, tự tin lên thì bạn gái người ta mới dành cho mình cái cơ hội nha. Nhiều khi mình thích bạn gái quá nhưng mà mình không thể hiện ra điều gì thì làm sao bạn gái bạn ấy thích mình được nha. Đó, thế nên là về ngoại hình các thứ thì cũng ổn đấy, nhưng mà phải nói chuyện tự tin hơn, phải mạnh dạn hơn nữa nha, chứ không phải nhạt nhẽo quá là các bạn gái các bạn ấy chạy mất dép luôn. Ok chưa? Rồi, ok, cảm ơn em nha.